Ở video trước thì mình đã cùng các bạn so sánh khả năng chơi game của Quadro P600 với GT1030 và với cả GTX1050, thì các bạn đã thấy được hiệu năng chơi game của nó đã như thế nào rồi. Còn trong video hôm nay chúng ta sẽ tới một phân khúc cao hơn và nó sẽ cao hơn hẳn luôn. Đấy chính là cuộc chiến giữa GTX1060 và Quadro P2000. Liệu có tồn tại một mẫu card đồ họa mà vừa chơi game tốt vừa làm việc tốt hay không nhá. Bên phía tay trái của mình đây, đấy chính là chiếc Quadro P2000, còn đây là chiếc GTX 1060 3GB, phiên bản có mức giá tốt nhất tại Hà Nội Computer. Nhưng mà các bạn có thể thấy đấy chính là Quadro P2000 rất là nhỏ nhắn, thậm chí nó còn không có nguồn phụ luôn. Tản nhiệt cũng rất là bé, nhưng mà các bạn hãy nhớ một điều rằng đấy chính là dòng card Quadro đã được Nvidia thiết kế rất tối ưu, nên là các bạn hãy cứ yên tâm về khả năng vận hành của nó. Tuy nhỏ nhưng mà có võ, các bạn hãy cứ tưởng tượng đấy chính là Quadro P2000. Nó giống như là một ông nhỏ người nhưng mà được học hành đầy đủ, được Nvidia tích hợp vào bên trong đấy một loạt thuật toán cũng như là công nghệ khủng ở bên trong. Còn GTX 1060 nó là một ông kiểu vai ụ thịt bắp, sức mạnh vật lý thì tốt nhưng mà bên trong đầu thì lại không có gì cả. Về lượng nhân CUDA thì P2000 sẽ ít hơn một chút so với cả GTX 1060, kể cả 3GB và 6GB. Đương nhiên nó sẽ ít hơn rất nhiều so với cả GTX 1070. Nói một cách nôm na cho các bạn dễ hiểu thì nhân CUDA nó sẽ ảnh hưởng về sức mạnh vật lý và tốc độ render, càng nhiều sẽ là càng tốt. Như vậy về lượng nhân CUDA thì Quadro P2000 sẽ không ít hơn quá nhiều so với cả GTX 1060. Và đây là một điều mà chúng ta sẽ ít thấy khi mà so sánh giữa Quadro và GTX trong cùng một tầm giá. Băng thông bộ nhớ Memory Bandwidth của P2000 cũng thấp hơn so với cả GTX 1060. Bộ nhớ RAM 5GB GDDR5 tuy có thấp hơn một chút so với GTX 1060 6GB, nhưng cũng lớn hơn tương đối so với cả phiên bản 3GB. Và nó đáp ứng tốt kể cả những game hay là những phần mềm tiêu tốn về RAM. Mà thực ra với những project siêu khủng của nhiều doanh nghiệp lớn ấy thì nó cũng vẫn thọt như thường thôi, kể cả nó có là 6GB. Về thông số kỹ thuật thì sẽ là như vậy, nhưng mà Quadro P2000 lại còn có thể xuất ra được 4 màn hình 5K 60Hz HDR và giải màu của nó lên tới là 10 bit. Điều mà không có một chiếc GTX nào có thể làm được, và ngay cả chiếc GTX 1080 Ti cũng phải bỏ tay. Như vậy với những ai làm việc chuyên nghiệp yêu cầu phải xuất ra nhiều màn hình cùng một lúc nhưng mà chất lượng hình ảnh phải luôn là tốt nhất thì Quadro sẽ là sự lựa chọn hàng đầu dành cho các bạn. Rồi cả những công nghệ như là Quad Buffer Stereo hay là khử răng cưa, rồi là một số tính năng liên quan tới thuật toán logic thì với GTX nó sẽ là phần mềm, còn với Quadro nó là phần cứng, và phần cứng thì chắc chắn nó sẽ tốt hơn rất nhiều so với cả phần mềm. Thôi khỏi dài dòng nữa thì bây giờ chúng ta sẽ cùng kiểm tra khả năng chơi game của Quadro P2000 xem nó sẽ như thế nào khi so sánh với cả GTX 1060. Về mặt hiệu năng chơi game thì mình có thể nói thẳng luôn là nó sẽ yếu hơn GTX 1060 tương đối, kể cả bản 3GB hay là 6GB. Ví dụ như là Edge of Singularity thì nó ở bất kỳ setting nào thì P2000 cũng sẽ yếu hơn từ 10-20%. Sự chênh lệch này mình nghĩ là chấp nhận được, bởi vì dù sao thì nó cũng ít nhân hơn cũng như là xung nhịp thấp hơn tương đối. Chuyển qua về Dota 2 thì P2000 lại yếu hơn rất nhiều. Mình không biết có phải là tại nhà phát hành sẽ tối ưu riêng cho GTX hay không. Còn với tựa game Final Fantasy 15 nổi tiếng với sự ăn cấu hình nhất hiện nay thì nó vẫn có thể đáp ứng được ở hai setting trên độ phân giải là Full HD. FPS trung bình sẽ dao động vào khoảng là 4x, vừa đủ cho các bạn sự trải nghiệm với những tựa game góc nhìn thứ ba và đồ họa theo kiểu cinematic. Khi so sánh với cả GTX 1060 thì cũng như trước mà thôi, nó yếu hơn nhưng mà mình nghĩ là chấp nhận được. Nó yếu hơn khoảng tầm 10% khi so với cả bản 3GB và 20% so với bản 6GB. Chuyển qua Midas Shadow of War thì cũng như vậy luôn, các bạn vẫn có thể chơi tốt nhưng khó để có thể so với cả GTX 1060. Rồi cả The Witcher 3 hay là Rise of Tomb Raider thì nó cũng như vậy thôi. Với kết quả như vậy thì các bạn có thể ước chừng và có thể so sánh với những dòng card khác. Với tựa game hot nhất hiện nay là PUBG thì sau khi test tất cả các thiết lập từ low cho tới ultra thì mình có thể nhận thấy một điều là Quadro P2000 có thể đáp ứng tốt nhất ở setting là 2. FPS của các bạn sẽ rơi vào khoảng tầm 6x cho tới 7x, nhiều lúc nó sẽ tăng lên là 8x hay thậm chí là 9x, nhưng đa phần thời gian sẽ là khoảng tầm 6x cho tới 7x. Các bạn có thể chơi một cách mượt mà không sợ bị drop hay là giật lag. Khi so sánh với cả GTX 1060, kể cả so với bản 3GB thì nó cũng cách khoảng tầm là 10%, và chắc chắn sẽ không thể nào bằng được với cả GTX 1060 bản 6GB. Nhưng với kết quả có thể nói là same với cả GTX 1060 3GB, trong đó mà GTX 1060 3GB có tầm giá là 8 triệu thì mình nghĩ với một mẫu Quadro có giá 11 triệu là đã quá thành công rồi. Vậy hiệu năng làm việc của Quadro P2000 có vượt trội so với cả đối thủ hay không thì bây giờ chúng ta sẽ cùng kiểm tra luôn. Như trên bảng hiệu năng, các bạn có thể thấy ở một số phần mềm liên quan tới render bề mặt hay là chỉ có preview đơn thuần và ít tính toán như là Showcase hay là Maya thì GTX 1060 có nhỉnh hơn một chút so với cả Quadro P2000. Nhưng mà ngay khi chuyển qua những phần mềm yêu cầu cả tính toán nữa thì GTX 1060 hoàn toàn không có cửa để so với cả Quadro P2000.
kể cả GTX 1070 có vào đây thì cũng không thể nào ăn được về khả năng tính toán hay là phân tích dữ liệu của P2000. Như mình đã nói ở trước thì Quadro đã được Nvidia tích hợp vào bên trong một loạt công nghệ cũng như là thuật toán để hỗ trợ khả năng tính toán cũng như là phân tích dữ liệu. Nó kiểu như là những ứng dụng như là về xử lý hình ảnh không gian 3 chiều, rồi hỗ trợ những cửa sổ làm việc đa nhiệm, tối ưu VRAM và các tính năng khử răng cưa, đổ bóng hay là hỗ trợ 10 bit cho các ứng dụng chuyên nghiệp vân vân và vân vân. Hiệu năng làm việc của nó là một con quái vật thực sự. Nếu như các bạn là những kỹ sư chuyên nghiệp thường xuyên sử dụng những phần mềm CAD, CAE hay là CAM như là AutoCAD, SolidWorks, CATIA, Siemens X, CREAL vân vân và vân vân thì Quadro sẽ luôn là sự lựa chọn an toàn nhất cũng như là mang lại sự hiệu quả cao nhất trong công việc của các bạn. Còn với những bạn nào là đang là sinh viên thì mình sẽ luôn recommend cho các bạn là nên lựa chọn GTX. Không phải là mình xúi dại cho các bạn đâu, mà mình cũng đang là sinh viên, mình cũng là sinh viên kỹ thuật luôn. Và mà đã sinh viên thì chắc chắn sẽ là có chơi, không nhiều thì ít. Thì với GTX sẽ là một giải pháp cân bằng cũng như là đa dụng hơn dành cho các bạn. Mà hầu hết project của sinh viên thì nó sẽ không quá nặng, và với cả GTX thì nó vẫn sẽ có thể xử lý được cho các bạn. Còn nếu như bạn nào là con ngoan trò giỏi thì việc lựa chọn Quadro thì mình không thể nào ngăn cấm được các bạn rồi. Với video này thì mình sẽ nhấn mạnh vào khả năng chơi game. Thì về khả năng chơi game, Quadro P2000 vẫn chưa thể nào so được với cả GTX 1060 về trong cùng một tầm giá, nhưng mà nó vẫn sẽ có thể đảm bảo được cho các bạn việc chơi game ở độ phân giải là Full HD với những setting từ 2 trở lên với tùy những tựa game. Nhưng mà mình nghĩ với trong cùng một tầm giá là 11 triệu đồng với cả GTX 1060 3GB và nó đắt hơn khoảng tầm 3 cho tới 4 triệu so với cả GTX 1060 bản 3GB thì hiệu năng chơi game như vậy là đã quá tốt rồi. Nhưng đổi lại là các bạn sẽ có một hiệu năng làm việc quá là khủng đi. Nó hoàn toàn có thể đánh chết được GTX 1070 hay là 1070 Ti khi làm việc những ứng dụng liên quan tới tính toán hay là về phân tích dữ liệu. Ngoài ra, khả năng xuất hình ảnh của Quadro cũng tốt hơn GTX rất nhiều. Không có một mẫu GTX nào có thể so sánh được với cả Quadro P2000 về khả năng xuất hình ảnh, kể cả nó có là GTX 1080 Ti đi chăng nữa. Với Quadro P2000, các bạn sẽ bỏ ra khoảng tầm 11 triệu, nhưng các bạn đã có thể xuất ra 4 màn hình HDR 5K 60Hz độ sâu màu là 10 bit. Thì không có một mẫu GTX nào có thể làm được điều này đâu. Và thực ra thì chỉ cần một màn hình 5K là mình đã không đủ tiền mua rồi. Và như vậy thì với Quadro P2000 nó sẽ phù hợp với những ai? Thì đương nhiên nó sẽ phù hợp với những ai đang cần về làm việc chuyên nghiệp, đang cần hiệu năng cao trong quá trình làm việc, nhưng mà vẫn muốn giải trí bằng những tựa game offline nặng đô nhưng mà không yêu cầu FPS quá cao. Còn với những bạn nào đang là sinh viên thì mình vẫn recommend cho các bạn là lựa chọn GTX hơn, bởi vì nó có vẻ sẽ là P trên P hơn. Nhưng mà sự lựa chọn như thế nào sẽ phụ thuộc rất nhiều vào nhu cầu của các bạn.